Kết phiên 27 tháng 1 thanh khoản 10.373 tỷ, tăng 9.02 điểm lên 1.117 điểm, phiên 30 tăng 8.73 điểm lên 1.130 điểm, phiên đầu tiên của năm mới và thị trường tăng rất là tốt, thì năm nào cũng vậy thôi Đầu năm nhà đầu tư thường có thiên hướng là mua vào cổ phiếu để lấy may, có thể mua những cái cổ phiếu rất là an toàn, ví dụ hôm qua tôi phân tích bị mọi người con vích ấy, cái target của nó luôn Đấy, không sớm thì muộn thì họ sẽ lên được tôi nghĩ là sẽ lên được cái vùng target đó có thể là rung rú đáy một đáy hai đáy ba rồi sẽ lên nhưng mà tôi không nghĩ là hôm nay tăng tốt như vậy tăng hơn ba phần trăm vick hôm nay à, khối ngoại thì vẫn mua dòng 528 tỷ mua rất là nhiều hbg vick hcm frt ssi VC, IVND. họ bán ra nhiều vi vnm ctg vcombank dgc stb cái cổ phiếu mà mọi người hỏi nhiều nhất trong năm ngoái đúng không bởi vì năm ngoái tôi có cái kèo br mọi người đấy thì bảo cái target của nó có chưa đạt được cái target ngắn hạn mọi người nhé và hôm nay nó đã đạt được target ngắn hạn rồi phân tích với mọi người từ lúc nó một quanh quanh vùng 13 14 ấy. có phân tích với mọi người BR cũng như là target ngắn hạn của nó bảo duy nhất trong dòng dầu khí có con BR chưa đạt target và hôm nay nó đạt target ngắn hạn rồi hôm nay nó có những lúc nó lên được 17 50 và hôm nay tôi nhận được rất là nhiều lì xì của nhà đầu tư cả trên YouTube cũng như trong 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 nhóm và trong nhóm nhiều bạn thì tất nhiên biết tên rồi các bạn sẽ có cái thói quen bởi các nhiều bạn đã theo lâu thì các bạn biết khi lì xì thì các bạn uh, ghi tên hay số điện thoại chẳng hạn thì mình sẽ biết mình cảm ơn ý. nhiều bạn đợt đi trên youtube tất nhiên dù nhiều dù ít thì tôi nghĩ mọi người vẫn nên uh, để tên hay số điện thoại uhm, kể cả mọi mọi người tán lộc cái gì mọi người nên để tên số điện thoại để biết được cảm ơn ý. nhiều bạn nhiều bạn hôm nay lì xì xong không biết tên tuổi thế nào kêu lì xì br Đó. ghi mỗi lời nhắn lì xì tán lộc br không biết trên youtube hay trong nhóm đấy thành ra là cái vấn đề mà mọi người tán lộc hay lì cd, mọi người ghi tên ghi tuổi vào hay là số điện thoại nhiều khi không biết ai để mà cảm ơn đánh đập mọi người như vậy Đấy, cái kèo là br tôi khuyến nghị công khai trên youtube và hôm nay thậm chí có những bạn ở trên youtube bạn có bình luận hôm nay chốt lời br rồi Nên phân tích với mọi người target của nó cũng như là cái vùng này tích lũy vùng 13, 14 là bảo mọi người mua trong gió cũng mua mua thì mấy lần nhỉ? br nhưng mà có những bạn đấy không kiên nhẫn thì chốt non chốt non để chuyển sang những cổ phiếu của anh Vũ thì cũng ngon mà mọi người đúng không? Chốt BR mà chuyển sang thép cũng ngon. ngon, ăn trong một thời gian ngắn đánh có T cộng rồi mà lời mấy mấy phần trăm thì vẫn ngon mà, hay chuyển sang những cổ phiếu khác thì cũng đều win cả. Mà nếu BR tính thì biên nó cũng tương đối, đúng không? BR đánh trong có vài phiên thôi mà đừng mười mấy, mấy phần trăm, à, mười mấy, mấy phần trăm. OK, đấy BR mọi người nhá. Thì thường thường khi mà cái form của cổ phiếu mà Bollinger nó bo lại như này thì không sớm thì muộn nó sẽ đạt được cái target ngắn hạn ít nhất là ngắn hạn. Đúng không? Chưa nói cái vấn đề mà tôi có những cái video tôi phân tích với mọi người là BR là một trong những cổ phiếu chưa đạt target ngắn hạn Mà trong khi đó BVD này, BVS này, BVC thậm chí đã đạt được target trung hạn mọi người nhé Target trung hạn luôn Nghĩa là target để mình có thể chốt lời mình chuyển sang những cổ phiếu khác ở dưới địa nhiều hơn ấy. Đấy thì BR là một cổ phiếu duy nhất là chưa đạt được cả target ngắn hạn Đó, target ngắn hạn thì tôi phân tích với mọi người quay quanh vùng 17, 18 Còn target trung hạn của nó về lên vùng 20, 21 cơ nếu lấy một VM vùng vùng hai mươi mốt thì lúc đó mọi người có thể bán để chuyển sang những cổ phiếu khác có dư điện nó tốt hơn Đấy, thì còn target ngắn hạn nào thậm chí mọi người vẫn có thể cầm được thì cũng phân tích luôn br mọi người nhá phân tích br br thì thường đánh cái form này sẽ có hai đỉnh mọi người nhé thường đánh cái form này sẽ có hai đỉnh như kiểu dòng đầu tư công ấy đánh cái form kiểu Bollinger đánh kiểu như này thì thường thường sẽ có hai đỉnh cho nên nếu bạn nào mà kiên nhẫn các bạn đợi đỉnh hai cũng được còn bạn nào mà chốt lời thì tùy target thôi bởi vì tôi cho mọi người target trên này thì target ngắn hạn bạn nào đánh ngắn hạn thì cứ quanh vùng 17 18 thì các bạn chốt lời. Nên kết phiên hôm nay là nó giữ được giá 17 đúng không? Nhưng mà thường cái form này sẽ có hai đỉnh cho nên bạn nào mà kiên nhẫn đợi đỉnh hai các bạn chốt được. Đỉnh hai thì có thể là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước còn hoặc là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng mà thường cái form dòng tiền này thì thường sẽ là đỉnh hai cao hơn đúng không? Hoặc là bạn nào mà đánh theo thuần thuần và phân tích kỹ thuật nhé mọi người nhá. Nếu mà hai phiên tới mà không vượt qua 17 50 thì các bạn bán nhé Hai phiên tới phiên thứ hai, phiên thứ ba mà không vượt qua vùng 17 mươi Bởi vì form dòng tiền nó vào rồi thường thường có bé đánh sốc lắm, không phải kiểu mà đánh rung rũ các thứ bài bản qua quái quá bài bản đâu. Nó đã đánh rất là sốc cái form kiểu và các bạn đầu tư lâu thì các bạn nhìn nhiều form cổ phiếu cách đánh của nó. Đấy, BR tôi cũng chốt non đấy mọi người. Thành thật mọi người chốt non mà chuyển sang những cổ phiếu khác có dư địa hơn ví dụ trong chứng khoán chẳng hạn. Nhưng ăn VCI trong một thời gian ngắn rất là ngon và tôi đã đánh qua ăn VCI và và một ma trong nhóm uh, chuyên nghiệp thì các bạn biết thì cũng được hơn chục phần trăm chứ không phải là quá 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 non đâu mọi người quá non đâu mình chuyển sang những cổ phiếu khác khỏe hơn như vci mà ăn có khoảng tầm 5 phiên đúng không 5 phiên mà ăn được mười mấy phần trăm rất là tuyệt vời à, dòng chứng khoán đấy hôm nay rất là nhiều bạn hỏi này hỏi dòng anh ơi dòng chứng khoán về đến đâu thì mình có thể 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 mua Họ, dòng tự đầu tư công này vẫn chạy ác nhỉ dòng tự, đầu tư công vẫn chạy ác đấy tôi bảo mọi người là nên nếu mà bạn nào mà cầm dòng đầu tư công hôm qua các bạn xem video phân tích ngày hôm qua bảo những cái dòng nào các bạn chú ý dòng đầu tư công và dòng chứng khoán tôi nghĩ là đội này không chết chết với đâu được luôn đâu mọi người nhiều VND mà nó về quanh quanh cái vùng mà tầm 15 chẳng hạn đấy các bạn có thể cam tham các bạn mua để xào một nhịp nữa mọi người gặp cái vùng này nó đã tạo mô hình gọi là VCB cũng như là cốc tay cầm ấy nhiều bạn hay nói là cốc tay cầm nhưng thực ra nó là VCB đấy, ví dụ đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước nhưng con này vẫn chưa vượt đỉnh có VCI vừa rồi đúng không? VCI vừa rồi thì các bạn nên chú ý VCI 1690 sáu chín mươi, đấy. Còn VND vẫn chưa được vượt được đỉnh mọi người. VND vẫn chưa vượt được đỉnh nhưng mà cái form của nó thì thường thường sẽ có nhịp nữa mọi người nhé. Cho nên là VND về vùng 15 năm chẳng hạn, các bạn cân nhắc các bạn mua. Mới rất nhiều bạn hỏi là thì dòng chứng khoán về đến đâu là mua được? Đấy thì SSI cũng vậy mọi người nhé. Đấy hôm nay mình rất là vui đầu năm mới mà mọi người lì xì bài BR đấy đúng không? hoặc là những cái cổ, cổ phiếu khác các bạn cũng win, các bạn lì xì đầu năm mới rủi dù, dù nhiều nhưng mà tôi nghĩ mọi người nên để tên hay số điện thoại để mình biết mình còn cảm ơn Đúng không biết còn cảm ơn Đây SSI 19 à, về quanh quanh vùng 19 60 1950 tôi nghĩ là các bạn có thể tham gia mua được gặp vùng kháng cự phản ứng là bình thường mà mọi người phản ứng rất bình thường gặp vùng kháng cự mạnh phản ứng rất bình thường đây là vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu cho nên là có chuyện mà phản ứng là chuyện rất bình thường mọi người nhé nên nếu mà kịch bản mà đẹp đẹp nó về được cái vùng mà tầm 10, 19, 20 thì mua được Còn nếu mà kịch bản khỏe thì tôi nghĩ chắc là nó chỉ đánh quanh vùng 20, 45, 20, 50 thôi nó Đánh quanh quanh vùng đó, xong rồi tích lũy Thì nó lên nhịp nữa thì thường thường cái bài đấy nó sẽ đẹp hơn là cái bài test sâu Test sâu về vùng 19, 18 thì đánh kiểu đấy thì bài đấy hơi yếu Còn đánh bài khỏe nó phải test quanh cái vùng mà 20, 40, 20, 50 ấy Đấy nó đánh, đánh, quanh cái vùng đó Rồi tích tầm 2, 3 phiên thì nó đánh lên Thì sẽ là bài khỏe còn bài yếu thì phải test về vùng hỗ trợ đẹp này thì đánh như vậy thì tôi đánh giá hơi 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 tiêu cực. À, hôm nay đúng không? Khối ngoại thì mua dòng hơn 528 tỷ. Còn tự doanh cũng mua dòng, đúng không? Tự doanh các bạn xem các bạn lên các cái trang báo mà nó cập nhật nhiều đến ví dụ cà phê F với stock ấy, thì nó các bạn có thể xem tự doanh này mua dòng hơn 451 tỷ đấy. Đấy nên những cổ như uh, những bài những cái trang báo mọi người lên theo dõi ví dụ cà phê F với Vietstock chẳng hạn hoặc là nhiều báo chí hơn hoặc là những cái uh, FBMC hay là trang kênh uh, kênh VTV1 ấy. VTV1 thì các bạn xem bản tin buổi trưa buổi sáng để các bạn xem những cái thông tin hôm nay đội than tăng rất là khiếp đúng không? đội than hôm nay tăng chân hết đội than nó tăng được uh, gần ba cây chân gần ba cây chân rồi nhưng mà thanh khoản nó thấp quá thành ra là bạn nào mà đánh có những bạn hỏi riêng tôi thì tôi cũng cho mọi người mua con dòng than mà mua tỷ trọng thấp thôi bởi vì thanh khoản nó thấp quá đánh nó hơi khó đúng không? than đoạn trước than cái đoạn mà up chen đầu tư nó sướng về thanh khoản nó lớn đầu tư dòng than than có những lúc mà tôi cũng lời rất là nhiều đấy than có giai đoạn tôi lời phải đến 50-60% sáu mươi nó có nbc than béo đấy than nồi béo giai đoạn trước nhưng mà giai đoạn gần đây thì mình không đánh dòng than nó người tăng rất là khiếp đúng không? nbc ngày trước đánh con nbc Uh, than béo hay than đèo lai đúng không than đèo lai đấy than béo cũng tăng ba phiên mà cũng tăng được đấy, đến hơn 20% mươi rồi đúng không ba bốn phiên tăng từ trước tết đến mới tận bây giờ tăng trần hôm nay tăng còn trần cứng luôn đấy cái cái form này thường thường là form sẽ có hai đỉnh mọi người nhé form này thường form sẽ có hai đỉnh cho nên vì nó có vì nó test lại chẳng hạn thì các bạn cân nhắc các bạn mua được các bạn nếu mà các bạn thích dòng than thì các bạn sẽ theo dõi kỹ dòng này nhưng mà đánh tỷ trọng thấp thôi cái độ này thì đánh tỷ trọng cao nó không đánh được mua tỷ trọng vừa phải thôi NBC đi vào phân tích các mã nhé đi, đi vào phân tích các mã chính để xem là thị trường may số tốt ra sao và mong người nhớ like nhé like cho vui à, đầu tiên dòng chứng khoán đi dòng chứng khoán thì các bạn đợi nhé các bạn đợi đi gặp vùng kháng cự mạnh nó điều chỉnh nó rất bình thường mọi người điều chỉnh rất là bình thường nhưng mà các bạn cứ kiên nhẫn thêm một vài phiên tới nó đánh như thế nào rồi mình đầu tư sau không việc gì phải tham gia vào vội hôm nay lực bán cũng khá là nhiều ừ, ví dụ VND hôm nay hơn 35 triệu cổ phiếu vôn bán lớn nên cũng hơi lo một chút bạn nào muốn mua thì mua sau như dòng chứng khoán thì trong nhóm chốt lời rồi như trong nhóm thì tôi bảo mọi người chốt lời con VCI và VND ấy, mọi người cũng chốt hết rồi chốt để sẽ chuyển sang những cổ phiếu nó cơ, cơ khác có có dư địa hơn SSI đấy thì uh, kịch bản khỏe là như vậy mọi người nhé kịch bản phân tích rồi kịch bản khỏe ví dụ SSI nó quanh quanh vùng 20 40 20 50 ấy. nó tích lũy quanh quanh vùng đó thì mình mua sẽ ok và nó đánh cái kịch form cái kịch bản khỏe hơn để phân tích VN một chút VNX hôm nay thì cũng có một cái nến tôi đánh giá là hơi tiêu cực nến bia mộ mở gác hy vọng là ngày mai không à, hy vọng là thứ hai là không quay đầu nó lấp gác hy vọng là như vậy nó sẽ tích lũy quanh cái vùng ví dụ cái form của dòng uh, con viên uh, dòng uh, của VNX này thì cũng form là về trung hạn mọi người nhé về trung hạn thì tất nhiên là nó sẽ có hồi thêm mục tiêu sẽ là vùng 1.200 hoặc là ít nhất là cũng lên vùng 1130 thì cũng... cái vùng vào ba tôi nói với mọi người cách đây trong nhóm phải đến 3 tháng đúng không? Tôi bảo mọi người kiểu gì thì kiểu trong 3 tháng tới là sẽ lên được vùng 1130 cho nên mọi người cứ thế mà các bạn đầu tư bởi vì dòng tiền nó vào rất là khỏe rồi. Còn target chính của thị trường khả năng là vùng 1200. Đấy, target chính của thị trường là lên cái vùng đó thì nhiều khả năng có những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh. Đấy thì target chính là cái lên cái vùng 1200 mọi người khi mà lên vùng 1200 thì tôi nghĩ mọi người lên... nên cơ cấu cổ phiếu hoặc là có thể là nếu mà cái lực bán nó lớn á, thì mình có thể bán hết mình đứng ngoài mình đợi một cái nhịp khác để mình tham gia để cho nó rung rút được tích lũy rồi test lại các thứ đủ kiểu đấy cái vùng target trung hạ là vùng một nghìn mọi người nhé còn bây giờ thì thị trường nó rất là, rất là phân hóa cho nên chưa phải lo vội có thể dòng này uh, sẽ, một vài dòng nó sẽ chuyển sang trạng thái rung lũ tích lũy một vài dòng này, có thể nó sẽ tiếp tục nó tăng ví dụ dòng chứng khoán hay dòng uh, đầu tư công là những cái dòng mà mọi người nên chú ý cho những cái trận lớn trong năm mọi người nhé trận lớn trong năm là các bạn phải chú ý dòng chứng khoán là một dòng đầu tư công là hai đấy hai dòng tôi đã phân tích mọi người rồi nếu mà có những cái trận lớn trong năm 2023 thì các bạn phải lưu ý hai cổ phiếu này còn nếu có thể là trận nó diễn ra trong vòng một quý thì đánh xong quý đó xong thì mình chuyển sang dòng khác còn nếu mà nó diễn ra trong cả năm thì, thì tuyệt vời quá và hậu quả uptrend của đầu tư công ấy. nhưng mà nếu mà để mà nói về trận lớn trong năm nay thì chắc là chỉ có đầu tư công không? hoặc là vật, vật liệu chẳng hạn đấy thì tôi nghĩ là có trận lớn bởi vì là nhà nước đang đổ, đổ, đẩy mạnh đầu tư công thì nếu có trận lớn thì chắc là đội này Còn đâu mình quan trọng là mình điểm mua thôi mọi người Quan trọng là điểm mua Ở đầu tư công và xây dựng Quan trọng là điểm mua thôi Bây giờ nhiều ông mà đu giá cao hay là mua FOMO Thì hoàn toàn vẫn có thể lỗ 20-30% đến lúc người ta lãi Thì các bạn về bờ thì Kiểu đấy rất là khó khổ Còn các bạn muốn mua FOMO Các bạn mua tỷ trọng vừa phải thôi Thành thật mọi người đến bây giờ Thì các bạn chọn đầu tư công Mà các bạn mua thì nó rủi ro Đúng không? nó sắp gặp cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi nó có thể điều chỉnh bất rất bất ngờ như kiểu dòng chứng khoán ngày hôm nay chẳng hạn Đúng không? các bạn có thể đợi Nhìn nhịp sau không phải việc gì phải vội vàng đâu mà trong đầu tư chứng khoán nhé mọi người trong đầu tư chứng khoán việc mà đánh mất cơ hội nó rất là bình thường rất là bình thường rất là nhiều cổ phiếu mình nghĩ là à, mình 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 thừa biết là nó có thể là nó sẽ tăng được lên cái vùng đó nhưng mà đôi khi các bạn thấy nó yếu trong một vài phiên thì các bạn bán các bạn chuyển sang những cổ phiếu khác nó khỏe hơn thì thành ra các bạn mất hàng cái chuyện đấy là rất bình thường. Thậm chí là mình mất một cái đợt nhịp sóng rất là lớn cũng chuyện rất bình thường, nó Chuyện rất bình thường. Ví dụ như kiểu DG hay là L14 trong cái giai đoạn mà 2021, 2022, cái giai đoạn mà up nó tăng lên cả mấy trăm phần trăm trong vòng có một vài tháng thì mình phải chia ra làm hai đoạn các bạn nhá, chia ra giai đoạn có đoạn đầu tiên lúc mà mình mua cái giai đoạn mà 2021 ấy, đồ DG 2021 vừa lên đến tầm uh, quanh quanh vùng uh, 3640 thì mình bán cái nhịp hai thì mình tận mua đến giá rất là cao đúng không nhịp hai mình đến lúc mà thậm chí mình phải phải mua giá tầm 60, 70 trong mình mua để mà ăn cái nhịp sau chứ không phải là mình cầm từ vùng 20 mươi lên được tận vùng 100 rất là khó đúng không? và khi mà cái biểu hiện phân phối thì bảo mọi người phải thoát ra khẩn, khẩn trương chứ nếu mà các bạn mà cầm thì chết trên youtube tôi còn bảo mọi người thoát ra cái nhịp đó nhịp rất là cái giai đoạn mà mình bảo có cái 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 giai đoạn các bạn mà nhớ năm ngoái bảo khi mà tân hoàng minh bỏ cọc nhé là bán hết bất động sản bán sạch luôn thì lúc đấy trong nhóm thì cũng đang cầm rất là nhiều cổ phiếu vừa đầu cơ vừa đầu tư nào thì HAG nào thì rất là nhiều cổ phiếu thậm chí là FLC mọi người nhá. FLC là bán đúng đỉnh luôn chứ không phải là bạn nhiều người, 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 ta may mắn bảo là bán đúng đỉnh luôn Bất nhớ là cái ngày mùng 10 tháng 1 đúng không FLC cũng mùng, mùng mù 10 tháng 1 bán mùng mùng 1 tháng 10 là mùng mù 10 tháng 1 tôi tôi nhớ cái hôm đó là sập FLC sập đây 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 cái phiên này, đúng phiên này bảo mọi người bán FLC đi. Đây phiên này. Đúng không? Mùng 10 tháng 1 năm 2022 cũng bảo bảo mọi người bán. Bán FLC. Tân Hoàng Minh bỏ cọc hay là bán hết dòng bất động sản. Đấy thì quay trở lại để BR là một trong những cổ phiếu mà đấy cuối cùng đấy. Target trung hạn nó đạt được rồi. À đã ta được ngắn hạn đạt được rồi. Thì các bạn chỉ cần tham tham khảo những ý kiến của bạn ý kiến của mình thôi chứ đâu nhất thiết các bạn phải vào nhóm đâu không nhất thiết các bạn phải vào nhóm cả các bạn lên trên youtube này đôi khi các bạn cũng có uh, những cái chia sẻ của tôi thì các bạn cũng có thể dự đầu tư được chứ đâu nhất thiết các bạn phải vào nhóm đâu tất nhiên vào nhóm thì các bạn có thể uh, có nhiều mã hơn nhưng mà nếu bạn nào không có điều kiện hay là sinh viên chẳng hạn các bạn cứ lên trên này các bạn xem youtube và các bạn hỏi tôi vẫn trả lời bình thường không việc gì mà phải uh, quá vấn đề vấn đề là mình phải vào nhóm hay gì cả vào nhóm thì tôi có những cái mã riêng hay là có những cái khuyến nghị riêng tất nhiên là tốt tất nhiên là tốt hơn đúng không tất nhiên là tốt hơn nhưng bạn nào mà không có điều kiện các bạn ở ngoài tôi vẫn hỏi vẫn trả lời bình thường như br rất là nhiều bạn trên youtube các bạn đầu tư ít và các bạn lì xì vẫn vui vẻ bình thường các bạn không lì xì cũng được thế trên này cố gắng tạo một cái cộng đồng để cho mọi người có thể một cái kênh uh, uh, uy tín ngon một chút để các bạn có thể uh, đưa ra những cái lựa chọn để các bạn đầu tư tất nhiên có những lúc mà mình chốt non có những lúc mà mình uh, có một vài cổ phiếu mình lỗ là chuyện bình thường nhưng mà đa phần là tỷ lệ quan trọng là các bạn mua 10 là các bạn thắng 7-8 lần, những cái lần mà mình, các bạn thua thì các bạn phải quản trị rủi ro thật nhanh, đừng có nhiều cổ phiếu mình vi phạm rồi, mình lại cố mình cầm là chết, rất là nguy hiểm. Những cái cổ phiếu mà lơ có vi phạm nặng các bạn phải bán khẩn trương hay là có biểu hiện phân phối chẳng hạn, rất quát là phải bán. Nếu các bạn muốn tin tưởng nó không phải là phân phối, có những cái trường hợp nó giả với phân phối, có những trường hợp giả với phân phối hoặc là giả với gãy, thì mình cứ đợi cho đánh hẳn hoi đi, đúng không? Bây giờ vừa gãy thì mày đánh kiểu khác thì tao lúc đấy tao đầu tư sau đấy việc của mày hay là của việc của đội lái, ôi, ôi khi đội lái nó cũng có quả lừa, ấy. nó có quả lừa giả vừa phân phối ấy. thì nó cũng gọi là gây lên rũ ấy, nó gây là rũ ấy. Thì nếu mà đánh được cái form đấy thì mình mình đánh đánh theo thôi. Việc gì đâu phải sợ. Kể cả thị trường cũng vậy, đánh kịch bản khỏe mình đánh kịch bản khỏe. Kịch bản yếu mình chơi kịch bản yếu có việc gì đâu mà phải xoán, đấy không? Không phải việc gì đâu. Thì BR thì tất nhiên cái target của nó tôi thường thường tôi rất là tự tin thường thường ít khi nó nó không đạt được target lắm bởi vì là BVD là BVS hay BVC nó đã đạt được target trung hạn của nó rồi mọi người nhé target trung hạn của nó như BVC chẳng hạn này nó đã đạt được target trung hạn của nó đấy nhiều được ngắn hạn ở cái vùng này này ngắn hạn tôi bảo mọi người là vùng 13 14 nó đạt được rồi thậm chí có những lúc lên lên tận giá 16 là cái vùng target quanh quanh vùng trung hạn của nó như BVD là đạt đạt được target bán rồi đấy nghĩa là bán trong trung hạn luôn như BVD hôm nay lên tận 2190 là các bạn bán được rồi trung hạn là bán được luôn rồi như là về mặt bản chất của BVD thì nó chưa vi phạm một cái gì cả nhưng mà nó đã đạt được target trung hạn thì mình nên bán để chuyển ra những cổ phiếu có dư địa nhiều hơn 2190 đã bán được rồi như là không còn như như tôi chẳng hạn tôi cầm BVD tôi bán thẳng bán tất luôn chứ không có cầm một phần nào cả như 2190 là bán tất luôn chứ không có kiểu là cầm một lửa 50 50 đâu, tôi chuyển sang những cổ phiếu khác có dư địa nhiều hơn chứ không có cầm 50 50 BVD đâu. Nhá, đấy là BVD. Cũng là như chia sẻ theo qua điểm bán nhân tôi là như vậy nhá. BVD bán tất 2190. Có bạn nào cầm nhá. Các bạn xem cái form như này thì các bạn để ý nó mà tầm 3 4 phiên nữa mà không vượt qua vùng 2190 các bạn bán khẩn trương không nó test sâu đấy. Cái form này test sâu thì các bạn rất là dễ thua lỗ. Cái dòng đội dầu khí ấy, nó đánh nhanh lắm mọi người nó đánh rất là nhanh Đó, nó lên cũng sốc và xuống thì cũng sốc toàn chưa đánh chữ a rồi các bạn nhìn toàn đánh chữ a ấy Để cứ đi lê rồi đi xuống xin xuống, xuống một khi đã xuống xuống ầm 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 cứ chờ sàn 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 trong khi thị trường nó rất bình thường nhưng mà nó cứ xuống cứ ầm 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 cho nên là các bạn phải cân rất là hết sức cân nhắc có lời cái đội này phải chốt lời khẩn trương chứ đừng có kiểu là mình cứ cầm bởi vì đội này là đánh ra thuần về mặt gọi là lãi luôn đấy nghĩa xét về vấn đề triển vọng như là mở rộng các thứ thì nó có cái gì đâu cái đội dầu khí nó có gì đâu nó cũng là của nhà nước mà cho nên là cái đội này thì nó thiên về nhà nước nó thiên về với cả là cái vấn đề mở rộng kinh doanh của nó cũng không bằng được những cái doanh nghiệp khác cho nên xét về mặt dầu khí nó mình đầu tư đa phần theo dòng tiền nó là những cái cổ phiếu nó không thể chết mọi người nhé nó là những cái cổ phiếu nó không thể chết nó không thể hiếm khó có thể phá sản ví dụ của bvs bvd hay là br rất là khó có thể phá sản như gas chẳng hạn rất là khó phá sản nhưng mình quan trọng là mình mua đợi điểm mua của nó thôi mọi người mình đợi điểm mua của nó nhiều ông ông cứ bảo là cái đầu, dầu khí có cái vẹo gì mà đầu tư cái dòng dầu khí tất nhiên nếu mà ông đọc về báo cáo tài tài chính hay là đọc về cơ bản ấy, về cái vấn đề triển vọng trong tương lai của nó Chả có vẹo gì cả nhưng mà các ông mà mua điểm chọn điểm mua tốt khi mà nó có những cái đội lái nó nó xả hàng ra chẳng hạn nó xả hàng hay là nó, nó, nó gom được cái vùng giá thấp thì mình cũng gom theo mình đánh theo dòng tiền thôi Chứ việc gì đâu mà mình cứ phải kỳ thị đó cả Các ông mà cứ đầu tư theo cơ bản Ví dụ các ông đầu tư theo HBG hay FPT chẳng hạn Tất nhiên về dài hạn các ông có lãi Nhưng mà xét về ngắn hạn Nếu mà các ông chọn được những cái cổ phiếu hàng lái Ví dụ như dòng dầu khí chẳng hạn Các bạn mà mua, mua được điểm thấp chẳng hạn Thì biên lợi nhuận của nó rất là khiếp mọi người nhé Biên lợi nhuận của nó biết rất là khiếp nhưng mà đối với dòng dầu khí thì các bạn phải biết chốt lời các bạn phải đánh dòng dầu khí là các bạn phải biết chốt lời chứ đừng có kiểu cầm dài cầm dài là hay chết lắm người. cầm dài hay chết lắm cho nên đội những cái đội này các bạn nên biết chốt lời nhá. Nên biết chốt lời. Chốt lời mới là người chiến thắng còn bạn nào mà đánh dầu khí mà các bạn không biết chốt lời thì tốt nhất các bạn không nên đầu tư đâu. Các bạn nếu mà các bạn nào mà ít biết không hiểu không biết chốt lời mà các bạn đấu đánh theo cổ phiếu tăng trưởng thì các bạn nên chọn những cổ phiếu như Hòa Phát hay FPT. Đấy những cái cổ phiếu mà hay dòng banh chẳng hạn. Nó sẽ đi cùng với thị trường hay đi cùng nền kinh tế trong nhiều năm. Còn bạn nào mà đã muốn chuyển sang cái trạng thái gọi là đầu tư chuyên nghiệp ấy, mình mình gọi là mua thấp bán cao đấy, đúng không? Mua thấp bán cao với biết chốt lời ấy, thì các bạn nên... nên 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 biết điểm chốt lời cũng là điểm mua và đánh những cái cổ phiếu hoàng lái không việc gì phải sợ mà những cái cổ phiếu này thanh khoản của nó rất là lớn mọi người nhé mà các bạn cứ đầu tư những cái cổ phiếu mà, mà quá cơ bản thành ra cái biên lợi nhuận của trả, các bạn trả bao nhiêu đôi khi up nhé những cổ phiếu ví dụ dòng đấu bất động sản chẳng hạn nó có nó, có thể nhân ít lần 3 bốn lần hay dầu khí cũng vậy có thể nhân đôi rất là đơn giản nhưng mà các bạn đầu tư ví dụ fpt hay là thế giới di động chẳng hạn hay uh, masan chẳng hạn để các bạn ít lần nó rất là khó thành thật mọi người nó khó lắm nó khó khăn lắm cho nên mình nếu mà mình 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 mà đã hiểu thị trường hay là mình mình đã chinh chiến nhiều rồi thì mình nên dành tỷ trọng tiền để mình đầu tư những cổ phiếu mang tính đầu cơ hơn nha mọi người nhá ok đấy là bvd chia sẻ như vậy thôi đối với dòng dầu khí về cái vấn đề gọi là báo cáo tài chính hay là cái triển vọng tương lai hay là cái vấn đề mở rộng của nó nó hạn chế hơn so rất là nhiều so với những cái doanh nghiệp khác nó mang tính gọi là mở rộng nó kém đó, mọi người mở rộng nếu mà các bạn mới đọc về thuần mặt phân tích cơ bản cũng như là cái vấn đề triển vọng của dòng dầu khí thật ra nó nó đều độ mở rộng của nó kém hơn so với những doanh nghiệp khác mọi người nhé còn vấn đề kinh doanh kết quả lợi nhuận thì đội dầu khí nó cũng ổn mà nó là những doanh nghiệp cơ bản của thị trường và thanh khoản của cổ phiếu cũng rất là tốt mà các bạn có thể đầu tư tiền tỷ chục tỷ nó vẫn cân thoải mái BVD hay BR hay GAT hay là BVS toàn những cái cổ phiếu mà tốt thanh khoản của thị trường nhá mọi người nhá đấy BVD với quan điểm cá nhân của tôi là chốt lời được rồi 21 90 quá tuyệt vời để mà chốt lời rồi Target trung hạn nữa thế cho nên mình mới so sánh với cả BR BR bây giờ là mới đạt được target ngắn hạn nhé, còn nhé, trung hạn của nó phải tầm lên vùng 20-21 cơ đấy một gọi trung hạn của nó. Các bạn nhìn BVD thì target ngắn hạn của nó ở vùng nào? Target ngắn hạn của nó vùng 16 17. Thì bây giờ đã lên tận 21 90 nghĩa là target trung hạn của nó rồi. Gặp vùng kháng cự rất là mạnh này thì có nghĩa là chốt lời là hợp lý. À, ok. Và hôm nay đấy nó thật ra nó nhiều người người ta đầu tư theo phân tích kỹ thuật cũng như là target của cổ phiếu thì người ta hôm nay thấy lên 21 90 người ta bán được rồi, và người ta bán. Nó rất là nhiều, nhiều người, người ta bán dần rồi, người ta cứ thấy người ta bán thôi có thể cổ phiếu sẽ lên thêm cùng lắm chỉ được tầm 7 10 nữa rồi tắt điện thì bây giờ mình cược đi có mình cược người ta người ta bây giờ đã lãi tầm 30 40 ví dụ BVD chẳng hạn nói dài BVD, BVD một chút ví dụ BVD mà lên từ vùng này lên trên này là đã, 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 là 84 rồi bây giờ người ta lãi có tầm 60 đến 80 rồi mới lên trên vùng này người ta biết đủ người ta là người chiến thắng người ta bán đi còn ông nào mà ông cứ tham ông cầm có khi nó về nó test lại đáy cú thì thôi lại giờ đúng không hoặc là những cái cổ phiếu này các bạn nhìn lên cái form này đánh toa chữ a mà ông mà cứ cố cầm thì chết đúng không? hoặc là ông nào mà cầm thì thuần mà phân tích kỹ thuật ông thấy cái mẫu hình nó xấu chẳng hạn bây giờ thì mẫu hình của nó chỉ là một đỉnh hai đỉnh nó rơi thôi còn chỉ có những cái lúc mà đây nó tạo mẫu hình vai đầu vai này vai này đầu này vai này, vài, xong nó mới đi thì các bạn có những bạn ở trên youtube này cũng như trên trong nhóm các bạn hỏi riêng tôi có những bạn đầu tư bvd cho đoạn này chẳng hạn tôi bảo bán đi cái form này form mô hình vai đầu vai là phải bán khẩn trương đi không là nó rơi đấy tôi bán trên cái vùng này thì nó rơi xuống đấy đúng không cổ phiếu dòng dầu khí đánh khiếp lắm mọi người một khi nó rơi nó rơi một mạch luôn chứ không kiểu là nó chỉ lom ra lom do đâu mọi người đánh rơi khiếp lắm nhưng mà đầu tư thì mình nên biết đủ Còn lên thì trả được bao nhiêu mà xuống thì chết đấy <laughs> ok br là đấy thôi đi theo dòng đó br hôm nay tăng âm âm trong bvd lại giảm đỏ đấy cổ phiếu nào đạt target rồi thì nó sẽ rơi còn cổ phiếu nào chưa đạt target thì có thể nó sẽ có dư địa nhiều hơn thế cho nên, nên mình 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 có gọi là luân chuyển dòng tiền câu chuyện luân chuyển lân, tiền, chuyển dòng, dòng dòng tiền cho đầu tư hôm nay tôi cũng đi thật thành thật mọi người thôi, hôm nay tôi cũng đi lễ cho nên là cũng không có có theo dõi thị trường quá nhiều nhìn như hôm br hôm nay <laughs> nó tuyệt vời nó có lúc lên tận 17 50 rất là tốt Ok, à, phân tích dòng là... chứng khoán là như vậy nhé mọi người nhé. Chứng khoán các bạn có thể đợi những cái nhịp nó test lại thì các bạn mua. Nó tôi nghĩ là chưa hết trận ở đây đâu. Nó kiểu gì thì kiểu nó rung rũ tích lũy rồi sẽ có một trận nữa. Nhưng mà đội này là đội rất là nhạy cảm với vn Nó vn chỉnh mạnh là nó sẽ chỉnh mạnh nhưng mà thường là sẽ không hết trận đâu. Yếu thì nó về test lại ví dụ VND test lại vùng 10, 14 15. Còn khỏe thì nó chỉ đánh quanh quanh vùng 10, 10 16 Xong rồi nó đánh lên tiếp Đấy dòng chứng khoán mọi người nhé Vẫn ưu tiên là Vẫn ưu tiên những cổ phiếu mà đánh trận trận sắp tới Của dòng chứng khoán vẫn ưu, ưu, tiên là VND, VCI, HCM, SSI đấy, Những cổ phiếu đấy Mang tính cơ bản VCI vượt đỉnh rồi đúng không? VCI vượt đỉnh rồi Chắc nó chỉ về test lại quanh quanh Cùng lắm về vùng 27 Test lại quanh quanh về vùng đó à, Thì bây giờ kịch bản là như vậy Thì các bạn cứ đợi cho test thành công Thì các bạn mua Xem tình hình dòng tiền như thế nào hôm nay khối lượng của VND cũng tương đối đột biến nên mình cũng phải cẩn trọng một chút. Cho nó test thành công rồi mua không thì thôi. VND VCI đó là dòng uh, chứng khoán, dòng dầu khí cũng, dòng dầu khí thì có, có BVD thì các bạn nên trộn lời. BVS, BVS thì hôm nay cũng tương đối đã target rồi, hai mươi cũng khá khá ổn rồi. Nhưng form này thì form cũng sẽ có hai đỉnh. Đó, form này thì form thường thường nó cũng sẽ có hai đỉnh test lại về vùng hỗ trợ làm đỉnh nữa BVS BVC BVC mà cứ tích lom dom lom dom vùng này cũng tôi đánh giá nó cũng được nhưng mà nếu nhá mọi người như BVC đánh cái form này nhá ngày mai mà giảm đỏ ngày mai mà giảm đỏ thì khả năng là cái vùng 15-90 hay vùng 16 của nó sẽ là vùng đỉnh ngắn hạn vùng này nên các bạn cân nhắc nếu mà nó để tạo cái vùng đỉnh một rồi để test lại tạo vùng đỉnh hai thì các bạn nên bán nhá. thế là BVC ở ờ, banh trứng thép banh thì chắc là ưu tiên cầm thôi để mà bây giờ vào FOMO rất là dở như STB chẳng hạn nó tạo vùng rất là dễ tạo đỉnh cái vùng này cho nên mình ăn thì trả được bao nhiêu mà chết thì có thể chết rất là sâu cho nên mình sẽ không ưu tiên mọi người mua những cổ phiếu như cái STB Đúng không? STB ăn trả được bao nhiêu mà có thể chết rất là sâu Nà, liên việt ừ. hôm nay thấy nhiều cổ phiếu lên cũng xấu, đúng không? mình là mình cái kiểu người chờ đợi mà mình có thể chờ đợi những cái trận của nó, Cho nên những cái form kiểu này thì, thì tôi sáng tôi nhắn với mọi người đó. hôm nay thì thiên về kịch bản cầm cổ phiếu cũng như là mình chốt lời đúng có những cổ phiếu mà, mà mà đạt target rồi mình có thể chốt lời ví dụ bạn nào thấy br đạt target rồi các bạn có thể chốt lời bvd chốt lời thì bạn có thể chốt lời những cổ phiếu như vậy đợi kiên nhẫn đợi một uh, nhịp nữa. Tôi lại không phải là uh, môi giới hay broker chẳng, tôi không có nhu cầu để mọi người mua mua bán bán quá nhiều. Thành thật mọi người đấy như vậy, không có nhu cầu bảo mọi người mua mua bán bán quá nhiều cổ phiếu là chưa đạt target thì cứ thế mà cầm, còn cổ phiếu là đạt target rồi thì bán, bán xong các bạn có thể đợi, đúng không? Đợi hoặc là giữ tỷ trọng vừa phải thôi, 20-30% phần trăm để mình đợi một cơ hội khác hoặc đợi khi mà thị trường nó tích lũy đẹp hơn. Và rất là nhiều cổ phiếu trên thị trường, hay hôm nay có cả dòng đầu tư dòng bất động sản khu công nghiệp này nó cũng tăng rất là tốt, SSC KBC, đấy, cũng những cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng rất là tốt. KBC cũng là một cổ phiếu mà các bạn theo có thể theo dõi và các bạn có thể đầu tư nó. Nó mà cái vùng tích lũy chặt như này có thể là những cái thời gian tới mà thị trường có diễn biến tiêu cực chẳng hạn, nếu nó phải test cái vùng hỗ trợ này thì các bạn có thể đánh một nhịp nước của nó. Nhưng mà KBC tôi nghĩ là mọi người nếu mà ngày mai mà cái ở mẫu hình này cũng như dòng tiền kiểu như này ấy, nó mà có bứt lên nhịp nữa, nó bứt lên nhịp nữa. Thì mọi người nên chốt lời. Kháng cự vùng này thì tôi nghĩ khá là uy tín để rất khó có thể vượt qua. Nha mọi người nhá, đến cái vùng tầm 28, 29 là cái vùng kháng cự rất là mạnh của nó. Xét về mẫu hình dòng tiền thì chả vi phạm gì cả, Mình mà gọi là mình tốt chốt lời ta ghét thôi nhá, ghét thôi. Hôm nay nó trên cái vùng đỉnh nó tạo được cái form em bé bị bỏ rơi cái form này mọi người nhé cái form này mà vùng đáy chẳng hạn như là nó như là ở cái vùng dưới này thì các bạn mua sử dụng mua gì luôn được mà đây là đang cái vùng mà tương là vùng đỉnh trong quá trình đi lên của nó rồi thì thành ra cái form này lại thành cái form không được form này thì nó có thể là lừa kéo lừa lừa những ông đánh nến mọi người lừa những ông đánh nến Đấy, tăng hơn một trăm các bạn có khiếp không Đấy, kbc tăng hơn một trăm từ vùng đáy Đấy, có thể form lừa nếu form này mà ví dụ form của KBC mà đặt cái vị trí ở cái vùng đáy này như trong một quá trình đi xuống ấy, nó tạo cái vùng tích lũy như này mà tạo cái form kiểu em bé bị bỏ rơi này các bạn hãy sử dụng margin nữa ấy. nhất là những cổ phiếu mang tính cơ bản như KBC này các bạn quánh quánh margin được mọi người đánh margin được cái form mà em bé bị bỏ rơi tôi dạy rất là kỹ ở trong nhóm học viên rồi đúng không cái form đấy mà ở cái vùng đáy thì các bạn đánh đánh margin được nhá đánh margin được OK, hôm nay phân tích vậy đi. Các bạn muốn hỏi mã ngành nào, các bạn bình luận phía dưới nhé. Tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người. Bạn muốn tham gia dùng khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lịch từ 2 triệu trở lên. Còn các bạn muốn tham gia khóa học phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền, các bạn lịch từ 5 triệu trở lên nhé. Các bạn muốn hỏi mã ngành nào, các bạn bình luận phía dưới.